Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một vị tướng mới mang tên Whis, kẻ liều chết. Thưa quý vị các bạn, đây chính là một vị xạ thủ mới rất là hot về cái khoản là sơ đường và cấu rỉa. Ok, chúng ta giới thiệu ngay về bộ chiêu thức của hắn ta nhá. Đầu tiên là chiêu thức tự hủy, tức là sau khi Whis bị chết ấy, lên bảng điểm số thì hắn ta hủy số tạc đạn còn thừa, gây 400 sát thương vật lý cho các kẻ lân cận và làm chậm 25% tốc độ chạy của vật chúng trong 1.5 giây. Tướng địch chúng càng nhiều tạc đạn thì chỉ chịu 50% sát thương ở các lần sau mà thôi. Chiêu thức thứ nhất đó chính là pháo động năng. Whis lướt lên phía trước, bắn pháo cối gây sát thương vật lý, và khi chúng các nạn nhân cạnh bên, Whis được tăng 10% tốc độ đánh và hiệu ứng kéo dài 5 giây. Anh em có thể thấy ở đây là thời gian hồi chiêu nó chỉ là 10 giây mà thôi, không thể giảm số lượng thêm. Tăng tốc độ đánh và tối đa là 25%. Sát thương gốc thì không quá nhiều đâu, nhưng mà cấu rỉa rất là mạnh. Tiếp theo, chiêu thức 2 là chính là pháo Zozo. Chiêu thức pháo này Zozo này là chúng ta kiểu như là lăn một cái thùng rượu nổ ấy, ok. Chúng ta lăn một cái cục pháo đi theo một cái đường thẳng, làm chậm các tướng địch ở trên đường đi và đến địa điểm chọn phát nổ và làm choáng. Nếu chúng tướng địch thì giảm 3 giây hồi chiêu. Cái chiêu thức này rất là hay nhá. Nó có thể giảm tối đa hồi chiêu là 7 giây. Theo mình thì nên nâng max tối đa. Nếu mà anh em thích khống chế thì dùng pháo Zozo, còn nếu anh em thích cấu rỉa thì dùng pháo động năng. Chiêu cuối nó là pháo cao xạ, oanh kích một vùng chỉ định trong 3 giây 6 đợt, gây thêm 50% chí mạng, có thể gây thêm. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Cái chiêu thức này là rất là mạnh. Ok, chúng ta bắt đầu vào đập hộp ngay vị tướng này nhá. Đây chính là Whis, kẻ liều chết. Đáng yêu quá, thì ra là một cô bé thôi. Tôi nghe giọng là thấy cô bé luôn. Ok, đây chính là Whis của chúng ta. Quá tuyệt vời đúng không nào. Ok, cắt một bức ảnh anh em ạ. Ok ok ok, chúng ta thử nghiệm ngay cái vị tướng này ở trong bản test để mà cho anh em thấy được cái sức mạnh của Whis nó ra sao nhá. Ok, tôi và các bạn đều đang rất là tò mò đây. Tôi đều đang mới đập hộp vị tướng này, chưa biết được vị tướng này có gì nhiều, từ chỉ là từ các chiêu thức mà người ta viết lên ở trong cái dòng kia để mà tôi biết được thôi, chứ tôi thực sự là chưa biết nó hình dạng hình dáng ra sao. Chúng ta thử ngay bây giờ nào. Ok, hứa hẹn đây là một vị xạ thủ rất là hot đây. Ok, tôi nâng cấp độ uống trước. Ok, chúng ta bắt đầu vào, đó chính là đòn đánh thường nhá. Đây chính là ngoại hình của hắn ta. Để xa đây, anh em có thể nhìn thấy. Tắt lính đi. Ok, nhìn nhá. Đây chính là ngoại hình của cô bé này. Đòn đánh thường, tầm khá xa anh em ạ. Tầm ngang với Vio và một số vị tướng khác. Ok, để đánh thường là chúng ta chuẩn bị chiêu thức 1 xem nào. Chiêu thức 1 đây, pháo tăng độ. Thì tôi tắt AI đi nhá. Ok, lướt lên phía trước, bắn 2, 3, 4, 5, tầm 5 lần, nhưng mà anh em tăng tốc độ đánh có thể bắn được nhiều hơn. Chiêu thức thứ hai đó chính là đạn cối Zolo đây. Trên đường đi thì làm chậm nhá, anh em nhìn nhá. Đến địa điểm chỉ định thì nó mới gây làm choáng thôi. Đây, địa điểm chỉ định đây, nhìn nhá. Chúng tướng giảm 3 giây hồi chiêu. Còn đây là chiêu cuối, pháo cao xạ. Đây, pháo cao xạ chúng ta có thể di chuyển ở khắp nơi đây. Anh em nhìn nhá. Tôi thả pháo cao xạ đây. Trong thời gian thả pháo cao xạ, anh em không được di chuyển. Nếu anh em di chuyển tức là bị phá chiêu. Vậy thì anh em có thể bị phá chiêu bởi các chiêu thức khống chế cứng như choáng, đẩy lùi, hất tung. Đó là cái nguyên lý rất là cơ bản mà thôi. Đề nghị là không nên nâng chiêu thức pháo động năng quá là nhiều, tại vì nó không giảm hồi chiêu, nó chỉ tăng một chút sát thương cơ bản gây thêm thôi. Nên tôi đề nghị là như vậy, chúng ta chỉ nên nâng chiêu thức này. Đấy, làm chậm, lướt lên, bắn câu gì. Ok, đợi chút, thế thì không đẹp. Đấy chứ, tôi chỉ cần di chuyển là bị mất ngay hồi chiêu của tôi. Đấy chứ, chúng ta không được di chuyển nhá. Anh em nhìn đây, chiêu thức này có thể vượt được địa hình, bắn cấu rỉa. Đấy, cái này chỉ là lăn tròn một cái thùng thuốc súng đi mà thôi. Ok, để mà tôi thử nâng nâng mắc các trang bị mà người ta đưa cho mình nhá.
xem nó mạnh ra sao. Ok, đầu tiên là bắn ra. Ui rồi ôi, ghê lắm anh em ạ, ghê lắm luôn đấy chưa. Ok, đây là giới thiệu về Wish kẻ liều chết. Anh em thể nhìn thấy là cái hiệu ứng biến về của giải mùa đông rất là đẹp đúng không ạ. Ok, tạm thời giới thiệu với anh em đến đây thôi. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí, và ấn vào biểu tượng chuông lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.